Chào tất cả các bạn yêu cây mai nhé. Nay mình lên đây mình quay cái cây mai này. Cây mai này cao là 2m8 nhé. Rộng là cũng 2m7, 2m8 luôn. Đó. Một thân một cốt. Đế là vô cùng đẹp. Không chê được. Mình quay xung quanh cái cây cho nó rõ ràng cho các bạn xem nhé. Đó. Tàn đẹp, gốc bự, đó chụp bông hay là sao? từ từ đó mình quay mình cho người ta xem, rồi ai mua thì liên hệ đấy nhá. Em Hàn Quốc đây, quay cái đế này cho rõ rõ nó nhé. Xong mình đo lại cho các bạn xem nhé. Ông đo lại cái ngay trên trên chỗ cái phổ đế cho nó bao xem bao nhiêu. Được 30 không? Hoành 32. Rồi cái này củ này hoành 32 nhá. Thì cây này là em nó bảo 18 triệu nhá. Rất là đẹp, một thân một cốt này. Cốt cành này không chê được. Cây này chuẩn đấy. Rồi mình đi sang cây khác nha. Đây cây thứ hai đây. Cao 2m8 luôn. Rộng 2m6. Hoành 45. Hoành củ đế, sát củ đế là 45 nhá. Đây này, củ đế này, sát củ đế. Hoành 45. Ừ. Ngoài cái đế cái này đang đòi 30, nó đang lên xù xù rồi này. Đấy, một cốt luôn. Cái này 30 triệu. Cái này chắc không bao ship à? Bao ship 100 cây số. Ờ 100 cây à? Vậy thì cứ gọi cho bao 200 đi. Chứ thường thường người ta ở xa. Cái này một cốt đẹp lắm các bạn. Đấy. Rồi đi sang cây khác. Đây cây thứ ba đây. Cao 1m2, rộng 1m2 luôn. Hoành 32 à? Hoành ừ. 33. Ừ, nó cứ gọi 32 đi. Cái đấy không quan trọng. Cây này đẹp này. Đây, cái củ đế nó này. Củ đế này. Nó hình nằm. Cây thứ ba đây. Cái này 7 triệu hay 6 triệu? 7 triệu. 7 triệu nhá. Đó. Này là zin không có ghép nhá các bạn nhá. Nên là hàng chuẩn đấy. Rồi các bạn mua thì mình gửi cho các bạn. Rồi cây thứ tư này nhá. Cao 3 mét nhá. Rộng 3 mét luôn. Zin luôn, không có ghép. Từ 5 đến 9 cánh. Cây này 12 cánh cũng có. À thì nó lẫn 12 cánh cũng có nhá. Một cốt luôn. Này hoành vừa ấy là bảo bao nhiêu nhỉ? 41. Hoành 41 nhá. Củ đế 41. Cái này nó ra ở trong ấy, mình bấm thì là nó nhìn nó có duyên đấy. Cây này cây thứ mấy quên mất rồi nhỉ? Thứ tư. Thứ tư nhá. Đây, các bạn mua cây số nào thì chụp màn hình lại là mình gửi cho các bạn. 30 triệu. Nó hơi nắng tí nhưng mà cây này cũng đẹp đấy.
Cái này 30 triệu nhá. Rồi đi cây khác. Đây đây, cây này cao 2,5 m nhá. Rộng cũng 2,5 m luôn. Một thân một cốt. Tán tròn đều. Đế thì đúng hình con thú luôn. Đây mình cứ quay cái đế đã. 18 thú. Đây, cũng 18 triệu nhá. Đế con thú này. Con thú nó nằm đây này. Hoành 34. Nói chung là 34 35 thì nó cũng chênh nhau không đáng. Nhưng mà một cốt nó lên là chuẩn lắm. Đó. Đó. Cái đế con thú này. Hình đúng con thú luôn, thú nằm. Đây phía đằng sau này. Một cốt đều luôn, không có lộ chỗ nào hết. Đây, cứ phía đằng sau luôn. Mình thích lấy mặt tiền nào mặt tiền, nhưng mà mặt tiền này là đúng, nếu mà chơi mặt này mới là mặt tiền. Nếu chơi mặt này là mặt tiền. Đấy, 18 triệu nhá. Bao ship 100 cây số bạn bảo vậy, nhưng mà thôi 200 cũng được. Nhiều khi thường thường nó cũng hay các bạn là đều đều là 200 cây nhiều hơn. Cây thứ 5 đấy. Đó, cây này cây thứ 5 nhé các bạn nhé. Đấy, cái đầu nó, đầu con thú đấy. Cái chân nó này. Đó, cái chân con thú đấy, zin luôn. Đó, 18 triệu cây này. Đây cây thứ 6 rồi nhá. Rồi tiếp tục cái cây thứ này thứ 6 nhá. Hoa 9 đến 12 cánh. Hoa to à? Đẹp. Đấy, đo lại cho cái này cái hoành này đẹp. Hoành 6 12. Cái này hoành 62. À cái này hoành 62 nhá. Nó củ đế nó đẹp đấy. Cũng hình thú. Nắng quá nó không rõ. Đấy, cái này là 60 triệu à? Hay là 70. 70 à? À cái này em nó bảo 70 triệu nhá. Đây cái củ đế nó này. Củ đế nó đã lắm. Tán rộng lắm, tán rộng có khoảng 5 mét, cao tầm 3 mét mấy. Này, cái tán. Cao 3 mét. Đi vào cái củ trong đây này. Nồi đế này thì to lắm, mình chỉ tính cái chỗ đường ấy thôi. Cái nồi nó to khoảng tới 80. Đấy, nó cũng dáng nó cũng hơi hình thú. Cái này 70 triệu nhá. Bao ship. Tí mình đặt cái số điện thoại của chủ nhà lên trên cho các bạn, có gì các bạn điện nhá. Rồi mình đi sang cây khác đi. Đây, cây số 7 đây. Cây này cao 1,5 m, rộng 8,5 m. Cũng một cốt lắc lượn. Quay cái củ đế của nó này. Nó hơi nắng tí. Phải nói cái cây này chơi Tết thì lá thì dày to. Cái này hoành bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Này nhá, hoành 35. Hoành 35. Cây già tuổi. Cây này già tuổi lắm này. Cái này vừa bảo bao nhiêu tiền nhỉ? 20 củ. Cái này 20 triệu nhá. Đẹp đấy. Bộ đế thì an tâm rồi. Đó.
Cái này cây thứ 7 sao nhỉ? Thứ 7. Đúng không? Cây thứ 7. Rồi vã cây thứ 8 nữa. Rồi các bạn mua thì hôm sau mình lên mình lại quay tiếp. Đây cây số 8 này các bạn nhá. Cái này cao tầm 3 mét. Hoành 45. Cây hoành 45 à? À. Hoành 45 là vừa bảo bao nhiêu tiền nhỉ? 40 triệu nhá. Thì các bạn mua thì có thể mình lên mình quay riêng lại một lần nữa. Rồi mình chụp mình gửi Zalo. Cây này cây mai thơm. Mai hương à? Cái này mai hương. Bò ra đánh đánh cặp luôn á. Ừ. Hoa ra nặng cành luôn. Đúng. 40 cây hoa rất là nhiều. Lạc lá là ngọt kinh hồn. Ừ. Rồi video này là kết thúc nha. Các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại hoặc là gửi Zalo mình sẽ gửi lại một lần nữa cho các bạn xem. Liên hệ lại cái số bao nhiêu nhỉ? 0963 018 379. Rồi gặp anh Quốc, xẻng gậy gộc.